Konnichiwa, xin chào cô chú bác anh chị em và các bạn đã đến với kênh Kyukado CP. Hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người cách làm bánh da lợn, bánh bò. Hai loại bánh được kết hợp với nhau tạo nên bánh da lợn bò. Phần ở dưới là bánh da lợn có vị lá dứa, còn phần ở trên là bánh bò có màu xanh tím của hoa đậu biếc. Đây là hai món bánh thời tuổi thơ mà tin chắc rằng ai cũng đã từng nếm thử qua. Và bây giờ được kết hợp lại thành một chiếc bánh, nhìn rất là hấp dẫn phải không nè. Nếu yêu thích hai món bánh này thì mời vào xem và cùng làm nha. Trước tiên mình sẽ làm bánh bò. Cho vào nồi 150ml nước và một muỗng canh hoa đậu biếc. Đây là hoa đậu biếc khô của mình sử dụng. Nó có cái bịch như thế này. Mình mua ở trên Amazon nha mọi người. Butterfly Bee là hoa đậu biếc. Người ta dùng để uống trà. Nấu cho hoa đậu biếc ra hết nước màu và chắc lấy 150ml nước màu hoa đậu biếc. Đây là nguyên liệu để làm bánh bò. Gồm có nước màu hoa đậu biếc. Hồi nãy mình vừa nấu xong nè. 100ml nước màu hoa đậu biếc. 200ml nước cốt dừa, 5g men nở, 230g bột gạo. Đây là bột gạo của mình sử dụng, Zosinko Komeko là tên bột gạo nha mọi người. Bột gạo này mình mua ở siêu thị gom mừ. Và đây là bột năng 70g. Đây là bịch bột năng Tapioca Starchy là bột năng. Này mình mua ở trên Amazon nha, ở ngoài siêu thị không có bán. 70g bột năng, 150g đường. Đường thì mọi người có thể gia giảm tùy theo khẩu vị của gia đình nha. Và nửa muỗng cà phê muối. Đây là bịch men của mình sử dụng nè. Instanto Isto là men nở dạng cấp tốc. Mình cho 200ml nước cốt dừa và đường vào nồi, bật lửa nhỏ để nấu cho đường tan ra, không cần nấu sôi nha mọi người. Cho muối, đường vào, khuấy đều lên, nấu cho đường tan ra. Đường và muối tan ra là được, không cần nấu sôi nha mọi người. Quậy đều lên, mình thấy đường và muối tan ra rồi thì tắt bếp. Bột gạo và bột năng mình sẽ cho ra cái rây để rây ra để bột không có bị phóng cục. Rồi cho men nở vào đây, quậy đều lên. Nước màu hoa đậu biếc của mình kiểm tra xem nó đã nguội chưa. Mình cho ngón tay vào, thấy nó đã nguội hoàn toàn rồi mới cho vào đây. Nếu như mà nó còn nóng thì phải để nguội mới cho vào nha mọi người. Vì nếu nước còn nóng mà cho vào thì men sẽ bị chết. Hỗn hợp nước cốt dừa đường muối của mình cũng nguội rồi nè. Đó, nó hơi ấm ấm, mình sờ tay vào hay nó hơi ấm ấm là được. Vì cái men của mình nó phải trên 40 độ thì nó mới chết. Mà cái nước ấm ấm này thì không có tới 40 độ. Cho nên là mình cho vào luôn. Nó hơi ấm ấm thì men nó cũng sẽ dễ hoạt động hơn nha. Rồi trộn đều lên cho bột tan ra. Khi bột đã tan mịn ra rồi mình sẽ cho tiếp vào đây 250ml nước cốt dừa. Mình phải chia nước cốt dừa ra để cho vào như vậy thì mới dễ trộn lên nha.
bánh bò của mình nó mịn như vậy là được rồi nè, không còn lợn cợn nữa là được. Nếu như mà mọi người thấy nó còn lợn cợn thì cho qua cái rây để rây cho nó mịn. Rồi đậy đắp bơ đại ủ bột khoảng 1 tiếng. Thời gian ủ bột cũng tùy theo nhiệt độ phòng nha. Ở đây mình ủ 1 tiếng. Nhiệt độ ở trong phòng bây giờ là khoảng 25 độ. Ở nơi nóng hơn thì sẽ nhanh hơn và nơi lạnh hơn thì sẽ lâu hơn nha. Tiếp theo mình sẽ làm phần bánh da lợn. Mình có 200 g đậu xanh đã cà vỏ. Cho nước vào đây vo rửa cho thật sạch. Rồi cho vào nồi nấu cho đậu xanh mềm ra. Mình cho nước ngập đậu xanh khoảng một lóng tay như thế này. Cho thêm một tí xíu muối nha. Mình cắt một ít lá dứa, cân được 50 g. Bây giờ mình cắt nhỏ ra và cho vào máy xay, xay nhuyễn ra nha. Cho lá dứa và 450 ml nước vào cối để xay cho nhuyễn ra. Rồi chắc lấy 400 ml nước lá dứa. Quay lại nồi đậu xanh thì nó đã cạn hết nước và mềm rồi nè. Đó, bây giờ mình cho đường vào nha. Mình sẽ cho vào đây 150 g đường. Mọi người có thể gia giảm, thích ăn ngọt thì cho nhiều hơn. Còn không thích ngọt thì giảm lại nha. Mình trộn cho đường tan ra rồi cho vào máy xay nhuyễn. Đây, đậu xanh của mình xay nhuyễn ra như thế này. Như vậy là phần nguyên liệu màu vàng của bánh da lợn đã chuẩn bị xong rồi nè. Đậu xanh, 100 g bột năng. Đây là bịch bột năng, tapioca starchy là bột năng. Và đây là nước cốt dừa, mình sử dụng hết cái lon này luôn là 400 ml. Nước cốt dừa của Thái nha, 400 ml nước cốt dừa. Trước tiên mình sẽ cho hết nước cốt dừa vào đây, trộn đều lên. Rồi cho hết bột năng vào đây, trộn đều lên. Như vậy là mình được hỗn hợp vàng, sệt như thế này. Nó không có đặc quá mà cũng không lỏng quá. Tiếp theo là phần màu xanh lá dứa. Màu xanh lá dứa thì mình có, đây là 400 ml nước lá dứa, 400 g bột năng, 100 g đường và 30 g bột nếp. Công thức bánh da lợn hôm nay mình có thay đổi một tí xíu, là mình cho bột nếp, đây là Yoshinko Mochiko. Bột này người ta để làm bánh dango đó mọi người, bánh nếp. Và 100 ml nước cốt dừa. Bột mình cũng sẽ cho qua rây để rây cho nó không có bị vón cục. Cho đường vào đây luôn nha.
trộn đều lên cho hỗn hợp hòa tan ra. Cho tiếp nước cốt dừa và nước lá dứa vào đây luôn. Rồi tiếp tục trộn đều lên cho hỗn hợp hòa tan ra. Rồi như vậy mình đã có được hỗn hợp màu xanh. Nó loãng hơn màu vàng nha mọi người. Bánh da lợn màu xanh và màu vàng như vậy là xong rồi nè. Mình chuẩn bị thêm một cái khuôn. Đây là khuôn 18cm. Mình thoa vào đây một ít dầu. Thoa đều dầu lên đáy khuôn và thành khuôn để khi mình lấy ra nó sẽ dễ lấy ra hơn. Mình sử dụng dầu dừa để thoa cho bánh có mùi thơm hơn. Nếu như mà không có dầu dừa thì cũng có thể sử dụng dầu ăn bình thường nha. Trước tiên mình sẽ đổ một lớp màu xanh của lá dứa. Để cho mỗi lớp được bằng nhau mình sẽ cân mỗi lớp là 100g. Dàn đều ra rồi đậy nắp lại hấp khoảng 5 phút. Cái nắp để đậy nồi mình sẽ bọc cái khăn để cho nước không có nhiễu xuống bánh làm ướt bánh. Canh đồng hồ 5 phút nha. Đúng 5 phút thì đồng hồ nó báo nè, mình tắt. Rồi mở nắp ra. Rồi đổ thêm một lớp màu vàng lên. Lớp màu vàng mình cũng sẽ cân là 100g nha mọi người, để cho nó bằng nhau. Dàn cho bột đều ra, rồi tiếp tục đậy nắp lại hấp 5 phút nữa. Sau 5 phút thì mình lại vỡ ra và cho thêm lên một lớp màu xanh. Cứ một lớp màu vàng, một lớp màu xanh, một lớp màu vàng, một lớp màu xanh. Mình đổ khoảng 4 lớp màu vàng, 4 lớp màu xanh, rồi sau đó sẽ đổ lên một lớp bánh bò. Bột bánh bò của mình cũng ủ được một tiếng rồi, nó bò ra như vậy nè mọi người. Đó, lan ra ngoài thao luôn. Bọt nó nổi quá chừng quá đất luôn. Mình sẽ khều cho nó vỡ bọt khí bớt đi nha. Đó, khều nó xuống. Mình đổ một lúc hai sửng luôn, một sửng nhỏ và một sửng lớn như thế này. Đó, cho nó nhanh. Sửng bên này nhỏ đổ nhanh nè. Đổ lớp bánh bò lớp cuối luôn rồi. Ở sửng lớn mình đổ lớp cuối là lớp bánh da lợn. Bây giờ mình sẽ đổ lên một lớp bánh bò nha. Lớp bánh da lợn thì mình đổ 8 lớp. Còn bây giờ mình cho lớp bánh bò lên đầy khuôn luôn. Rồi đậy nắp lại hấp khoảng 10 đến 15 phút cho lớp bánh bò nha mọi người. Cái bánh nhỏ bên này thì mình hấp 10 phút là nó đã chín rồi nè. Đó, như vậy là chín rồi. Còn bên nồi bánh lớn là đúng 15 phút bánh chín nha. Tắt bếp đem khuôn ra ngoài để cho thật nguội rồi mới lấy bánh ra nha. Bánh này mình trang trí vẽ thêm một lớp bông của màu lá dứa bánh da lợn lên đây. Đợi cho bánh nguội hẳn rồi hãy lấy ra khỏi khuôn nha mọi người. Bánh mà còn nóng mình lấy ra thì nó sẽ bị dính khuôn, lấy ra nó không có được đẹp. Đây là bánh da lợn bò của mình. Đó, nhìn hấp dẫn chưa? Màu xanh, màu vàng, màu tím. Cái khuôn nhỏ của mình đổ bánh da lợn là mình lấy khoảng 1 muỗng canh là 15ml. Một cái lớp bánh da lợn là 15ml nha. Còn lớp bánh bò là 30ml, 2 muỗng canh. Nếu thích nhiều lớp bánh da lợn hơn thì bớt lại nha. Như vậy là thành công rồi nè. Bánh nó dính chặt với nhau từng lớp, không có bị tách lớp ra. Bánh da lợn thì mềm dẻo dai, còn bánh bò thì xốp như thế này. Đó, nó nở bọt bong bóng quá chừng luôn. Mình sẽ cắt luôn cái bánh to ra cho mọi người xem bên trong nó như thế nào nha.
Đây, ở bên trong của nó như thế này. Đó, lớp bánh da lợn từng lớp đều dán luôn. Nhìn hấp dẫn quá mọi người ơi. Như vậy là thành công rồi. Mình chúc cô chú bác anh chị em và các bạn làm đều được thành công nha. Clip của mình xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi. Nếu thấy thích thì nhớ ủng hộ mình bằng cách bấm like hoặc share và đăng ký cho kênh của Kyukado GP để khi mình đăng clip mới, mọi người sẽ được xem đầu tiên. Mọi thắc mắc hay đóng góp ý kiến, xin vui lòng comment bên dưới clip. Rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người để mình có thêm động lực làm nhiều clip khác hấp dẫn hơn nữa nha. Hẹn gặp lại mọi người ở các clip sau. Sai goma de mite kurete. Arigato gozaimasu. Mata ne.